Rồi, hãy chào anh em, chào ở nhà nha. Thì đây là một trải nghiệm cần thiết nha, và cũng là câu trả lời cho một số anh em có yêu cầu so sánh thuốc, nhưng mà mình sẽ không nói gì về chất lượng của mấy thằng này nha. Mình chỉ âm thầm sử dụng trải nghiệm, và khi nào anh em mình thấy là mình đăng những cái sản phẩm này lên mình bán thì rõ ràng là nó chất lượng theo yêu cầu của mình. Còn nếu không thì mình chỉ đưa cái bộ sản phẩm này lên thôi nha, Z10 C35 cực kỳ đẳng cấp nha, chất lượng vô cùng ổn định và rất nhiều anh em yêu thích cái bộ này, cho nên mình vẫn phải duy trì cái bộ này cho tới cùng nha anh em. Và tiếp theo là hai cái sản phẩm có cùng một công dụng nha, là đặc trị đường ruột cho gà nha. Đây là cái túi giấy mình mua trên thị trường nha anh em, nó đặc trị đường ruột và có nhiều cái phản hồi thấy cũng ok, cho nên là mình mua về mình trải nghiệm so sánh với cái thằng đường ruột bên mình. Nếu mà cái thằng đường ruột bên mình nó bằng hoặc là hơn nhưng mà giá cả nó mềm hơn thì bắt đầu mình tung ra thị trường mình bán cho anh em xài. Còn nếu như cái thằng đường ruột này mà nó tốt hoặc là hơn của mình thì mình không bán cái sản phẩm bên mình nha, để cho anh em người ta đưa cái sản phẩm tốt nhất tới anh em mình xài. Còn đây là cái hũ đường ruột bên mình nha. Nói chung cái thằng đường ruột bên mình á, mình chưa tung ra thị trường bán, nhưng mình xài ở đây nó đạt chất lượng cực kỳ tốt nha. Thí dụ như cái con gà trống đi, nó đang đi phân nước, bữa nay cho uống ngày mai bắt đầu nó khô phân lại liền tức khắc nha, chứ không nói cái gì hai hoặc ba bữa, chỉ cần một lần thuốc là sáng mai là khô lại liền. Còn đối với gà con ở cái giai đoạn nuôi ấm thì mình cũng có cái bộ bít mắt và kháng sinh tổng hợp nha, nhưng cái đó không phải là đặc trị đường ruột nha. Còn cái thằng đặc trị đường ruột này, nếu như gà đang đi phân dính đít, phân ướt ha, dính đít hoặc là phân trắng thì anh em mình sử dụng qua một ngày thôi là bắt đầu cải thiện cái tình trạng phân lên liền nha. Ở đây mình làm hai cái ngăn để thí nghiệm trong vòng một tháng, coi cái tình trạng con gà nó đi phân như thế nào nha. Từ đó có một cái kết quả. Nếu kết quả của mình ok, thuốc mình tốt, mình sẽ tung ra thị trường bán cho anh em trong khoảng một thời gian rất gần và cái giá cả rất là phải chăng nha. Nhưng đặc biệt ở đây anh em hỏi sản phẩm nào chất lượng hơn, mình sẽ không trả lời nha. Rồi, Hải thân chào, cảm ơn anh em đã theo dõi video Hải nha.